Xin chào anh chị, lại là Tránh Chất Thép đây. Hôm nay tôi xin giới thiệu với anh em những sản phẩm tôn và những ứng dụng vào thực tế cho những người đang chuẩn bị sử dụng hoặc những người đang chuẩn bị mới vào nghề. Thì đầu tiên đây là sản phẩm tôn trần 39 phân. Sản phẩm này rất phù hợp cho những văn phòng công ty hoặc phòng khách dùng để làm trần. Thay cho vật liệu gỗ như ngày xưa, sản phẩm này có rất nhiều màu, từ màu vân gỗ, đến màu trắng và những hoa văn khác, nhưng phổ biến nhất vẫn là màu trắng và màu vân gỗ và anh em cũng nhìn thấy cái sườn phào cũng làm bằng gỗ để đồng màu rất là đẹp sản phẩm này đang được rất ưa chuộng trên thị trường và được nhiều người tin dùng và đây là sản phẩm tôn panel vách đúng như tên gọi của nó nó sẽ làm thay vách thay vì chúng ta phải xây tường thì chúng ta sẽ làm bằng những cái tấm này được gia cố bởi khung thép ưu điểm của sản phẩm này sẽ làm cho thi công rất là nhanh tiện lợi và tiết kiệm chi phí khi nào chúng ta không cần dùng đến nữa, chúng ta có thể tháo ra và di chuyển đến một nơi mới. Và tương đương những sản phẩm này cũng có rất nhiều màu khác nhau. Tiếp đến là sản phẩm tôn thường. Như anh em cũng nhìn thấy đây là sản phẩm tôn 11 sóng. Chúng cho lập nhà xưởng, nhà kho hoặc bắn vách. Sản phẩm tôn này đang có độ dày từ 0,3 đến 0,45 với màu sắc rất đa dạng. Ngoài ra còn có sản phẩm 6 sóng dành cho nhà xưởng công nghiệp. Tiếp đến là tôn xốp. Ta thường gọi đây là tôn cách âm cách nhiệt ba lớp và đúng như tên gọi của nó nó được kết cấu bởi ba lớp đầu tiên là lớp tôn sau đó là lớp xốp và cuối cùng là lớp dây bạc Các quá trình ra nhiệt thì trong máy sẽ có khuôn và tạo ra những cái sản phẩm như anh chị đang nhìn thấy và đây là sản phẩm được sử dụng nhiều nhất và cũng là xu hướng bây giờ sản phẩm này có thể cách âm và cách nhiệt giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí và bảo quản hàng hóa tránh hư hại và tiếp theo đây là những cái sản phẩm tôn cuộn đã được bóc ra chờ sản xuất. Nhưng anh em cũng nhìn thấy rằng nó có rất nhiều màu đa dạng từ màu xanh, đỏ, trắng và xám, phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. Đây là sản phẩm tôn mạ màu và mạng kẽm. Sản phẩm này rất đa dạng về màu sắc và kích thước. Mỗi cuộn này có trọng lượng khoảng từ 4 tấn rưỡi đến 5 tấn. Và ở đây thì có rất nhiều hãng khác nhau như anh chị đang nhìn thấy đó là tôn Hoa Sen, Hòa Phát, tôn Mỹ Việt tôn Việt Nhật để đáp ứng cho mọi nhu cầu của khách hàng nên công ty chúng tôi đã làm với rất nhiều những cái đối tác khác nhau để có những cái giá cho từng phân khúc khác nhau tùy vào nhu cầu của khách hàng và tất cả sản phẩm của công ty Hưng Thịnh đều được có chứng chỉ và bảo hành theo đúng cam kết của nhà cung cấp. Tất cả sản phẩm đều là sản phẩm chính hãng 100% và trên thị trường hiện tại đang có rất nhiều đơn vị làm hàng nhái sản phẩm hãng và nếu để yên tâm nhất và trên thị trường hiện tại đang có một số đơn vị làm hàng nhái và để tránh mua phải hàng giả hàng nhái thì anh em hãy yêu cầu nhà máy xuất trình hóa đơn đỏ sau khi mua hàng và nếu anh em còn thắc mắc điều gì thì hãy comment bên dưới để tôi có thể giải đáp cho anh em và hãy cùng chờ đón những video tiếp theo nhé xin chào